Thank you.
phải biết bán thế mà còn lấy nhờ. Nhà có nhiều lắm mà không bán được đâu. Mì tí, mì mật hả? Mì dài đấy. Mì mật ạ. Mì mật đi thôi. Mì chiên chiên. À, giá trị chiên chiên. Đúng rồi đấy. Dùa ngàm mù sát ạ, khôi sát ạ, nó ở nhì. Con không nhớ rồi mà là cái chiếc hộp mơ mà con gì ấy nó cay hả mẹ ơi, nên giờ họ xí xí là nhà ổ luôn. Dạ ba ơi, dạ ba ơi, ngắn luôn nguyên như này đây chỉ biết xa rồi. Con phải
đi từ thành phố. Thank you.
em mua được quả dưa. Bánh gai à? Hay vâng, bánh gai. Hai loại. Hai bảo bán hai loại. Anh bổ luôn nhé. Vâng. Ngon nhỉ. Thơm thế. Thơm mùi dưa lê. Bánh chuối. Bánh chuối thôi. Thế em làm bánh gai rồi. Em đánh nhầm ấy. Được chưa? Ngon chưa này? Đắng lắm.